Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Đồ Long TV trong phần chơi 100 ngày sinh tồn trong Minecraft Hexit Classic à, Trong tập trước chúng ta đã dọn dẹp hết tất cả những cái chỗ xung quanh đây Có cái gì vậy? Đó 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 à, cá sấu Cá sấu nó nhảy lên đó mà nó Để nhảy xuống một cái Tập cái giường ra lấy đi Hết chỗ Còn chỗ không? Cái còn chỗ cất cái gì đó chứ như là không còn chỗ luôn bỏ giờ, bỏ vô lấy cái giường đi lên đây à và còn một chỗ nữa là bên này bên này hả thôi để mình về mình sửa đồ mình nâng cấp đồ này nọ nữa chứ ờ à, khoan 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 chúng ta lấy cái này lên gắn xuống đi hướng này về nhà mình đang có 32 cấp độ chúng ta sẽ kiểm tra coi Action Extractor Và công thức sẽ cần phải có Endstone Endstone làm sao để có đây Hắc diệm thạch Phải lấy uh, Ender đổ lên đó. Đó, Enderpearl nè 250 25 hả Còn dư không Hắc diệm thạch còn hai cục Làm không Làm phải lấy ngọc Ender Ngọc Ender có đúng một cục có đúng một cục thôi à, mình đang có rất là nhiều đồ giá trị luôn ender shield nữa nè à, cái áo và cái này nữa cái này cái này ăn vô một lần rồi mất dao kiếm replay mở cửa golden ghiso luôn nè vậy mới nói toàn đồ xịn không à Đã cất vô cất vô một cái hoặc pin bot hả Ta có cái armor stand không? Có luôn. Armor stand. Cái đó là có thể xài được á. Giờ cắt cái này lên. Magic action cắt lên. Mystic seed Hộp giống. Hộp giống đặc biệt luôn. Rồi và bộ giáp. Toàn đồ đặc biệt không? Handle shield. ở đây là nether core shield. Fire catch. Artic. Teleport display. Ender Damet cầm mấy khiên xuống xài và trời vẫn còn sáng nha ủa đâu rồi cái túi đâu rồi cái túi này có gì không túi này không có gì hết à túi như vậy thì cất vô túi nhỏ thôi à không có gì và trong này chúng ta sẽ có bên đây bên đây và bộ scale có thể làm được rồi đó scale cái nón nón cần có hát diễm thạch tiếp nón với dài mỗi một bộ thì nó sẽ có những cái búp khác nhau và ta coi coi uh, Exit kia thì ta chỉ có những món này thôi cái áo đó có được một cái bộ này cờ có được một món rồi rồi ba chục cấp phải đi sử dụng này trước quá chứ lại làm sao <laughs> Làm sao mà chúng ta có được Một đống những cái cục hát diệm thạch Một cách thoải mái nhất đây Và còn gì nữa Còn rất là nhiều loại staff Hammer sample Rồi Hammer assembly Cái này Cần có công thức này à, Kiếm được Hai bộ phận Hai luôn á, dữ lắm nha Living medal Chúng ta sẽ có Cái này nữa Crackronite Cracknorite Cracknorite Lấy xuống cái này là Meteorite Không phải à, Đây là Cracknorite Ghê không Hai món rồi nè Đồ xịn đó Đừng có khi dễ món đồ đó Đồ xịn đó Rồi Living Metal Living Metal thì bình thường quá Có mấy món này thôi Có cái này Cái này ăn Ăn vô giờ dạ, để mình bỏ mấy món này vô đây cái này đi múc nước vô một cái nữa nè cây này mới làm và có thêm miếng nữa cái đó nó mới hài á ớt mà đa có được 8 cái ngọc ender tốt rồi và có nether work nether work cũng phải kiếm chỗ trồng luôn bỏ vô trồng hết pick thai để mình lấy xuống mình thổi chơi cái coi <laughs> nghe tiếng vui vui hỏi lên nghe nó vui vui tay rồi cất cái này đi freezer right nè cái kiếm cái kiếm từ cái bộ freezer á freezer 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 đâu freezer à freezer ride có cái kiếm nữa luôn rồi cái kiếm được thêm cây nữa giờ cây này cất vô luôn cây này cần phải cường quá lên nhưng vấn đề là ta chưa có được à, cái món đang định làm. ép sành á. Thôi vậy đi. Mà khoan, bỏ ngọc Ender vô nấu, có cần phải có cái gì đó nóng hơn không? Coi thử coi. Ngọc Ender 500 độ C nấu được rồi. Giờ mình đi xuống dưới. Mình sẽ đào hát diệm thạch một cái. Chúng ta sẽ cần phải có bốn cục cho một công thức đó. Đây Cái này nè bốn cục 8 cục hát diệm thạch đã có Rồi trong này đang nấu ra nữa nè Không chưa Chờ xíu chờ xíu Bỏ hát diệm thạch vô Rồi có rồi nha 200 gửi 200 gửi 200 gửi Đổ ra một cái Biến thành N stone Chờ đợi chờ đợi Oh yeah hay quá N stone 250 hình như cái này có 25 mà Cục này như có 25 thôi 25 đúng không 25 là được 10 cục luôn á Đã đã liền Vậy Phải đạo thêm 10 cục rồi là thêm hai cục rồi Chưa được Chúng ta sẽ cần phải bỏ vô Đổ xuống Ra bên đây bấm phải chuột vô Là xài nước hoài hoài luôn Chỉ cần múc một lần xài cả đời Sướng lắm Tiếp tục Nhìn giống như nó sắp bị trào vậy đó và đây là cái Action Extractor nha Rồi Được chưa, được chưa Giờ làm trước một cái Ở đây Thêm một cái nữa Chờ đợi, chờ đợi À ăn này luôn đi Ăn này vô Ăn hổ bánh mì phát sáng Rồi à, mình có phát sáng không? Không, mình không phát sáng Ổ bánh mì phát sáng thôi Ăn vô thì ăn nó nhanh lắm ta sẽ cần phải lấy Emerald 2 cục à, sách 2 cuốn mở lên bấm công thức ồ oh, quên không bấm được mình chơi này không bấm công thức được bất tiện ghê luôn á rồi và đây là action extractor để lên mở lên à, store action store level 53 trả lại tôi đây À, còn không? Còn không? Không. không và nhiêu đây? 53. Rõ ràng ha. 53. Bấm một cái. Ăn vô. 54 cấp. hồi nãy giờ mình 54 cấp luôn hả? Ở dưới vậy ta? Ờ. À. Ghê ha. Tính ra mình cũng nhiều cấp ghê chứ. Mình sao mình nhiều cái cấp đến mức độ đó mà mình không biết nữa ta? Nãy nhớ mình có 30 cấp thôi mà. <laughs> có ba chục cấp thôi đâu chúng ta coi lại cái coi bây giờ để cuốn này lên để cái này lên để cái này lên lấy xuống để xuống thêm cái nữa đang có hai cái ăn vô bấm vô bên này không có nha không có nghĩa là hai cái nó không có liên quan đến nhau hết trơn hết á nó không có sự liên kết lấy cái bánh ra ăn tiếp coi nó cũng vậy à Vẫn là level 54 Không có nhiều hơn được đâu Không 54 Vậy thì đập ra có sao không ha Bởi vậy Đó mới là điều đáng nói Giờ ăn vô một cái Giờ mình sẽ cường quá cây kiếm này lên Cường quá món đầu tiên chắc chắn sẽ là Lút 14 engine Rồi bấm Phân <laughs> <laughs> Vui quá đi Nè Ăn vô Năm bốn Rồi hiểu chưa Hiểu Hiểu chuyện gì đã xảy ra chưa Mình làm hai cái Để mình biết chắc chắn Và chúng ta đang có kinh nghiệm một đống Ok Kéo lên Smile cấp độ 5 In trên Lấy xuống Và bấm phải chuột vô một cái Ăn tiếp Và điều này sẽ diễn ra trong vòng 10.000 năm nữa quá ta sẽ có file aspect à, để coi coi. Anh trước đi. ưu tiên những cái món quan trọng trước. rồi lấy ra đây. và có nhiều bạn thắc mắc là vì sao không làm cái này? không làm cái này bởi vì chúng ta chưa có được emstone mà khi có khả năng làm được rồi thì chắc chắn là sẽ có những chuyện trong tầm tay thôi. cứ bình tĩnh. chuyện đâu còn có đó. sau Tether. sau Tether là nó sẽ quay ngược trở về mình đó. Khi mà lỡ mình bị tử nạn ha. Nó giống như sâu bao vậy đó, nó kêu sâu theder. Thì tùy theo phiên bản nó kêu thôi, nhưng thực tế nó cũng như nhau thôi à. Ừ Senguin lifestyle work nè. Có cấp độ 2 hả? Cấp độ 3 luôn. Ghê thiệt. Rồi. Phải chuột vô một cái, Trái chuột ra một cái. Action crystal một lần nữa lại xuất hiện cho mình 54 cấp, đủ để cái mình xài rất là đã. Afterlife này rất trứng nè à. oh, so still. Focus so stiller Knockback Có mấy cái không cần thiết lắm Thôi để cường quá bộ đồ trước đi Bộ đồ này mới breaking 1 rồi Lên Bang Đâu để bấm cái nữa coi À được được không sao không sao Bây Giờ uh, cường quá nhiều nhiều lên cái Protection Đó là điều chắc chắn bùm rồi lên đây đẩy này lên đẩy cái này lên bùm còn 12 hai cấp lấy lại sướng không sướng chắc chắn là sướng không sướng nữa là thôi luôn á không gì sướng bằng trò này đâu federphone linh ba mươi bảy in ten có federphone linh luôn <laughs> <laughs> đâu cần phải Enderman farm đâu phải không <laughs> chỉ cần có đúng độ một cái thôi á là cuộc đời nó khác liền so the à, có cái à, à, phiên bản này thì chưa có cái à, water walker cái gì à, depth chứ với water walker lộn thâu thích fiery aura vitality vitality này không phải cộng máu đâu nha nghe vitality tưởng cộng máu không à không phải nó lại món khác vô đây rồi như vậy có một vài cái cường quá chúng ta sẽ phải suy nghĩ coi có nên ép vô hồng ăn vô một cái và để coi coi còn cường quá gì đặc biệt không sâu teder chắc tất cả mọi thứ đều phải có sâu đơn phát lấy xuống sâu teder đi riddin Ridden lại càng không cần nữa Toteader. Mình thì mình không có thích chơi cái phản đam Thorn ha. Nên thường thì mình không bao giờ cường quá độ mình vô có Thorn nữa đó. Trừ phi món đồ đó. Unbreakable. Nghĩa là không bao giờ hư. Ở trời tối rồi đi ngủ. Nhìn lại coi đồ mình có cần phải chơi cái gì thêm nữa không. Chúng ta lấy ra ăn. Chủ yếu là sửa đồ nữa. Đó có kinh nghiệm để có thể repair. Quá dữ quá dữ. Rồi những cái bên dưới này nè có nhiều thứ rất là đặc biệt nhưng mà không phải cái gì cũng chơi kiểu như fiery aura á, là sẽ cho mình một cái uh, giống như áo giáp lửa vậy đó một cái hào quang bất kỳ con quái nào quánh mình á là nó sẽ bị cháy thì mỗi cái nó sẽ đều có một cái tác dụng riêng à và có cái axil này thì được nên lấy in trên còn có level 7 hả level 7 rồi level 7 thì được rồi à, cục này thì mình làm hai cục cái phần Axial đó có không có luôn có luôn chơi luôn đầu kiểm tra cứ có là chơi à, à level 23 hả thì để repair lại cái từ từ bình tĩnh vô vụ này vui quá Đúng mắc cười luôn á Vitality Magnetization Magnetization nghĩa là Nó sẽ hút đồ thôi Chứ nó cũng không có gì đặc biệt đâu Rồi đem cái này lên 17 cấp Và để repair cái đi Ăn vô 54 Ta lại tiếp tục trò chơi Đây kéo ra Thẳng lên cấp độ 4 luôn mà sao áo giáp lại cường hóa afterlife ha. Vui ha. Rồi để coi coi afterlife Blood soul afterlife. Đi capitay. Ok này chơi đi capitay được nữa hả? À. Suy nghĩ đi capitay. Đi capitay hay là món kia. Thì hai cái đó cái nào cũng có cái tác dụng riêng của nó. Afterlife thì rất trứng nó Nghe nó quen quen đúng không Giống như Capturing vậy đó Còn đi uh, Decapitate thì nó sẽ chậm thủ Rất trứng Rất trứng mà không phải con nào cũng rớt đâu Rất trứng hả Afterlife Mà ép hết được không Không Một trong hai thôi Decapitate thôi Hoặc là Afterlife thôi 30% cái này để dành farm uh, widow được Ôi oh giờ yeah, yeah, chơi Tham là skeleton á Chơi cái này đi Ghê nha ghê nha Và tất nhiên là còn phải cường hóa thêm cây cút chim nữa Cút chim fortune Efficiency Low tether 38 Afterlight dây Magnetization không đủ à, Không đủ thiếu một miếng Ăn vô Sao mà lại thiếu được Chuyện thiếu là chuyện không thể Ở đây không thiếu cái món đó đâu In gen Ghê chưa Bỏ vô Repair Và lại tiếp tục Efficiency Rồi hết rồi Hết kinh nghiệm rồi Thông thường thì mình sẽ xài siêu thách Chúng ta sẽ cần phải uh, cường quá cây siêu thách lên luôn Magnet, magnet, đủ không? Ừ, 42 cấp Not enough bookcase À do không đủ bookcase thôi Rồi sau so Đủ cái bookcase á là có thể cường quá cùng một lần luôn Nó sẽ dễ dàng hơn Còn không đủ thì khỏi cứ từ từ Rồi coi thử cái khiên này coi Cái khiên có cường quá không Có luôn Ở khiên này cũng cường quá được nữa Vui vậy Khiên này protection đi Cấp độ 4 luôn <laughs> Khiên này unbreaking luôn bam 32 À hết rồi hết rồi Cưng quá từ từ Unbreaking Soul Tether Hết hết kinh nghiệm hết kinh nghiệm Làm hỏi hả Tất cả mọi thứ đều lên cấp độ cao nhất luôn Mạnh thiệt mạnh luôn Soul Tether nè Lấy xuống Cây kiếm này À sửa luôn đi Còn dư lại một miếng sửa kiếm lại Kiếm này có lút tinh soul gì đó à, uh, the đời tùm lum hết meteorite meteorite thì mình đang có mấy cục bên này nè đây là fire action meteor meteorite nó đâu nó đâu chúng ta có thể làm được cái compass meteor proximity có được hai cục phải đi đảo ở bên dưới á, để kiếm nhiều hơn nữa À, làm được meteor saw nè làm cái kiếm chơi. đáng lẽ là phải ưu tiên uh, làm cái uh, compass trước mà làm cái kiếm luôn. Cái gì kiếm gì có được magnetization kỳ vậy? Hmm. kiếm mà cũng muốn hút đồ nữa hả? rồi cắt đi cắt đi cắt cắt vô từ từ tính tiếp mình còn cây này nữa. free visualize saw Bây à giờ xài cây này nha chơi cây này luôn cho nó dữ dội mình có thể tháo một cục này mang đi chúng ta sẽ bỏ kinh nghiệm vô trọng tháo một cục này mang đi à, nhiều khi mình cần có kinh nghiệm để mình làm gì đó thì mình cũng có luôn rồi à, bên đây đây chúng ta sẽ coi làm thêm một bàn này nữa để sửa chữa đồ nè chứ mỗi lần nữa hả chạy về đây lâu lắc quá à. hỏi cần chạy về nữa đi luôn cho nó thoải mái á Bé Chocobo của mình Đã bị mất tích rồi Máy chạy đâu rồi Nãy mới chạy về đây nè Rồi sao mất tích rồi Hết thấy luôn Chocobo ơi Em đi đâu rồi Chocobo Có khi nào máy chạy ở đây không Không, không có luôn Mà tôi nghi lắm nha Nghi lắm Có thể do trời tối em ấy bị mấy con quái thịt mất tiêu rồi không đó là lý do duy nhất đúng là đau lòng quá tại sao lại như vậy không tao lấy cây này đập ra coi nó hút đồ không đập kiểu này nó không hút đồ nó vẫn rớt xuống bên dưới à, đập kiểu này ấy, vẫn rớt còn đập như vậy có mắc nét thai không Ủa có gắn đâu có <laughs> Này mới có nè Từ từ Cái nào có thì chúng ta lấy Đập vậy nó không tính Nó không hiểu à Có mắc nét không Mắc nét Mắc nét này à, Mắc này còn lâu mới có Đó là cũng một loại mắt mắc nét để hút đồ á Nhưng mà chưa có đâu Đó là ở cái uh, chỗ khác rồi Bây giờ chúng ta đập cái này ra thôi Để mình về mình cho cái mắt nét vô luôn ở nhiên cây đó thiếu cái mắt nét là sao Rồi giờ có thêm mía rồi nè Thêm mía Ta cất vô Rồi bé Chocobo của tôi đi chơi luôn rồi Ra đây Vô coi Magnetization Kéo xuống Qua đây, qua đây Hidden lên một cái Nãy mình nhớ là mình đi bằng bé Chocobo để đi về á Giờ trời sắp tối Chúng ta sẽ chờ chút xíu để đi ngủ luôn Rồi chạy ra ngoài kia Nhìn lại thì mình cần có một cái món vũ khí tầm xa Mà chúng ta chỉ có mỗi cái Iron Bow thôi Thì mình sẽ coi làm món khác Ví dụ như Blazing Bow cũng cần có Iron Bow Ender Bow và Crystal Bow Oh yeah Công thức này không khó chơi liền crystal ball. À, kim cương đúng không hai cục một cục sắt sắt đây từ từ bình tĩnh chỉ đâu chỉ bao là cái gì chứ chỉ là tôi không bao giờ thiếu Đáng nữa cường quá infinity luôn à infinity á thì có cần phải sách theo mũi tên không vậy rồi giờ làm crystal ball nha crystal ball hai cục kim cương để lên để lên và thêm ba chỉ một hai ba bốn rồi chưa ra một rồi bấm sao đây Ờ. Uh -oh. rồi lấy xuống lấy vậy đi cho nó nhanh mấy cây phím tắt nó có sự thay đổi lớn lắm đây là cây crystal ball chúng ta ăn cái này vô rồi mở lên bỏ vô cường hóa gì đây power liền power infinity Power Fight Unbreaking Bum Ok Ủa, Mà cây này đâu cần lấy ra đâu ta Cứ để chổng đi Nó cũng bắt lấy ra Ăn vô cái Đây bỏ vô Pun Flame Flame hả À Flame luôn Có gì đâu Soul Tether Infinity Từ từ bình tĩnh Nó sẽ coi Fly 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 Ôi, 22 21 nữa 21 với 22 Chơi kỳ Xíu có chút xíu không à Kéo tới luôn một trong hai hả Chơi mà chơi chọn một trong hai Cái cường hóa kia Ê, Mấy cái cường hóa này nó không có đà. Để cái tên là cái gì Thôi thôi chơi chơi cái trên đi Rồi xong à, Đây là một cái cung Cũng coi như là ổn Ừ, có những cái các bạn có thể chơi tiếp vô luôn cũng được Nhưng mà mình thấy không cần thiết Nên mình sẽ không gắn Để cung vậy thôi Chúng ta cần phải chuyển chỗ mấy này cái Sọt lại Ủa gì vậy Ồ không Sọt lại cái nó bay lên trển hết trơn à Tiêu hết lấy xuống Cây sẻn <laughs> Xài đồ tinh cơ nữa Xài đồ tinh cơ làm gì Cất đồ tinh cơ luôn đi Chơi đồ kim cương luôn Thời điểm này đâu thiếu kim cương đâu Chơi đồ kim cương luôn Đồ kim cương nhiều khi còn tốt hơn đồ tinh cơ Nếu chịu cường quá nữa à, Đồ tinh cơ thì chúng ta phải đầu tư hơi nhiều ha Đầu tư tùm lum luôn á Efficiency 18 26 hả Unbreaking 18 nè Được hơn á Rồi cái này rút lên Đập ra ăn vô Ok Ok này chỉ cần có hai cái thôi unbreaking và efficiency hai cái à cái sâu tether nữa chứ sâu tether magnetization nó à, nói hỏi sẽ tùm lum luôn người ta <laughs> nó hỏi cái thêm uh, hai ba cái nữa mới chịu đây đây từ từ bình tĩnh nha nãy giờ cường quá mấy cái này cũng đã nhiều thì uh, chúng ta cũng đã biết đặt cần cái gì kho chân thì không cần lắm kho trên là chỉ để dành uh, kiếm uh, khi mà cần đào mấy cái cục flint thôi unbreaking bây giờ mình đâu, có cần kiếm đó. Mà. đâu cần kiếm cái đó giàu mà giờ đâu cần kiếm mấy đó làm gì kéo xuống kéo xuống sâu tether rồi cứ lấy 31 cấp trước nó đâu nó đâu bùm luôn chơi luôn không bắn được chưa có mũi tên chưa có mũi tên Mũi tên đây bắn chóc Ê ê có trái không đây <laughs> Có mũi tên nha Có infinity luôn thoải mái Rồi đi ra Cái này dơ lên đỡ được nè Đó à, có con kiệu dẻo Blue Blue slam 14 sát thương hả à? 24 sát thương à, 24 24 24 là 12 giọt á 24 sát thương Thì một sát thương là nửa tim Là 12 tim á rồi giờ cần phải có một em uh, chocobo để di chuyển tội nghiệp em chocobo quá xỉu mất tiêu rồi bé chocobo không còn thấy bóng dáng nữa cái này mình sẽ phải đi kiếm em khác là điều chắc chắn rồi đó bây giờ tao qua đây hello ơi ơi có cây hồi máu kìa hiểu luôn ok vô đây vô đây vô đây, vô đây. Oh về yeah, oh về yeah. bắn đau quá mấy đứa mấy em này bằng áo giáp yếu cho nên <laughs> vô chém hai nhát là đi rồi à. ôi có cái khiên đẹp quá ờ à. gì đây gì đây gì đây bình tĩnh bình tĩnh áo giáp khiên đó có kinh nghiệm lên thêm bà đang suy nghĩ gì vậy mấy đứa Ủa rất gì vậy rất đồ chơi ê ê ê có con bên kia nó bắn cùng ghê không Ghê không? Ghê thiệt, có zombie nè. Zombie hai chục giọt luôn. Đồ ăn đầy đủ. Cho vô trọng hết. Cái món này đâu có lại gì? Này cũng đâu có là cái gì. Thấy không? Đâu lại gì đâu. Thúi Chúng ta lấy uh, co trần ra chơi. Ê, 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 ê. bình tĩnh bình tĩnh. Co trần ra chơi. Đập ra đập ra. Rồi và cất cái này vô mày này là đi lên trên núi nè Ô oh, đó, đó 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 Ninja Ninja gì ghê vậy và rớt ninja <laughs> Cái tên đó là ninja Ninja gì bằng áo giáp gì ghê vậy Vậy sao gọi là ninja được Rồi lên luôn lên luôn Còn đang suy nghĩ hả mấy đứa Đang suy nghĩ là thôi rồi Đang cầm gì trên tay vậy cầm món gì trên tay là phải rớt xuống cho tôi đó chúng ta sẽ có được một thùng đồ chơi ao ao xếp one up hả cần cái nón meteorite nữa ôi buồn nha chơi meteorite hoài rồi nhảy quá đau lòng quá cái này là đường ở bên đây thay vì à, nãy chúng ta đi từ phía bên kia đi qua thì sẽ còn đường này nữa Ồ uh -oh, nó rớt xuống luôn rồi Nó rớt xuống luôn rồi Rất diệt kỳ á Iron Giant Saw Có mấy món này chúng ta cất lên được rồi đó Đồ ăn thì rất nhiều à, Cái gì cần ăn thì ăn Cái xô này bỏ luôn đi Cất vô đó Còn mấy món này nè Ăn vô một cái Và bên dưới mới là cái chỗ mà chúng ta cần phải đi tiếp bên dưới nha bên dưới đó ghê lắm đó trời lại bắt đầu tối nữa chứ đi mới được chút xíu à lại tối nhảy ngược lại đây đâu để đi xuống dưới này coi zombie hả này xuống tầng thấp nhất chưa tối nên có zombie thôi chứ không gì hết trứng nè đó do cái cường quá hấp á Hấp sẽ làm cho mấy em đó rớt ra Ủa về có con này đây nữa Tại gì đây Knockback à, Trứng nữa Hên như ta Golden bow Golden bow có công thức không Có Golden bow làm công thức gì nữa không Không có Đang xài crystal bow Chóc và bị quy đời phát luôn thấy không thấy ghê chưa ơi 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 Ôi, ôi 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 nhưng mà mình vẫn thích vô chặt chém nhiều hơn ở đây đâu có cửa đâu đây là nó phải có cái cửa thịt bỏ vô bông hả tách có một vài thứ giá trị với mình thôi nó thấy mình rồi nó thấy mình rồi nó thấy mình rồi nè nó tới kia đáng lẽ nó chỗ này phải có có cái cửa chứ có cái cửa nhưng mà nó không có cửa luôn ô ồ. creeper tương nữa 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 ủa đâu em em ở phía sau vậy bắt đầu căng thẳng rồi đó thấy không tôi nói bắt đầu căng thẳng mà đầu căng thẳng Áo giáp gì tùm lum hết Rồi con chùm con chùm con chùm Necromancer Nó chưa thấy <laughs> Nó chưa thấy Vô chạm nữa <laughs> Được cái sai Diamond sai Wow nhìn thấy cường quá Một đống Vui vui Thôi được rồi kim cương Ice Tap Music disc Lấy về chơi Nãy giờ là không ngủ luôn á Không ngủ thì phía bên trên sẽ có quái Mà có quái thì chúng ta sẽ có thể đi farm Enderman Rồi lại là đồ ăn nữa rồi Mình nghĩ ở đây có cái cửa nè Nhưng vì một lý do thần kỳ nào đó Cái cửa đã biến mất Rồi có trứng Reaper luôn ta Rồi và kể sách nhiều quá để làm gì <laughs> Siêu thích liền Tao để qua đây coi cái coi Đây là đường cục không à Kể sách quá chừng luôn Ghiền ghiền lên Ủa đường này có gì Có Mở bên đây Gạt lên Mở bên này ra Ở đây, có con dao Vậy thôi hả? Vậy thôi á Có kệ sách Kệ sách đập ra như luôn Phải không vậy? Nghi ngờ Có một con đường À Có cái bàn cường quá trong đây Nó bị chôn vùi rồi chứ gì đâu Đó nó bị chôn vùi nè đập này ra lấy mang về rồi à, sách thì bao la à, cây rìu này à, có thể phải chơi à, siêu thích chứ không phải là phó trần siêu thích thôi bây giờ chịu khó đập ra cái là sách bao la luôn á đủ để mình có thể về à, gắn thêm kệ sách vô à, chỗ đó giống như cạm bẫy vậy đó đập xuống cái nó rớt vô trong mặt và cái túi này là cái túi bự rồi đó nha túi bự mà vác về nó còn như vậy nè Bỏ vô trọng Bích tông Để đi cái hướng ngược lại coi Cái hướng còn lại nó sẽ còn cái gì Hồi nãy Chúng ta đi còn chỗ này À đây là cái chỗ để nhốt Nãy là mình đi xuống dưới đó trước Có bình máu nữa nè Bình hồi máu Còn đâu bên đây Oh yeah luôn cái này là phòng của mấy em đó thôi Trong thùng có thịt Thịt này phải đem về nấu Hoặc là nấu tại lò luôn Ê Ê Nó ghê quá nó ghê quá ơi có áo giáp có áo giáp Có áo giáp Từ từ bình tĩnh Nãy đi ngang đó mà nó bắn cái mình rớt xuống rồi Có kim cương nè Có trần đang xài cái pho chân luôn hả rồi đập ra efficiency hay là độ hiệu quả tốc độ 5 lần mà rồi giờ xuống đây hốt con này luôn con đường này sao đây con đường này hình như đâu liên quan gì đâu có vẻ như không liên quan gì hết cái này lại đi ra khu gì rồi ơi không liên quan không liên quan bỏ đi bỏ ơi. <laughs> đi đi ra đây làm gì đi, đi coi trên kia xử lý công chuyện kìa không liên quan gì hết rồi đang quan sát ở bển coi có cái gì đặc biệt nữa không ở dưới này chỉ có nhâm thạch thôi và có con boss thì mình cũng đã hốt con boss rồi luôn giờ mình muốn biết là bên dưới này hay là ở trên đó còn có chuyện gì để mình phải vô hay là mình phải quan tâm nữa Thì mình phải Bật chế độ nhìn xuyên tường Ghê hông Nhìn xuyên thấu mắt thần mà Ghê lắm Ồ để ra uh, đây coi mắt thần này nha Ta không có cần cái này Cũng không cần cái này luôn Phải gì vậy? Ở đây làm gì em? Tiếu khác chơi đi Chỗ này là mắt thần nhìn xuyên thấu Đặt ra bập 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 À, cần phải có một cục gỗ hả <laughs> gỗ để được không gỗ để được ok ao ngay bên dưới còn boss. chỗ đó đã xong à bên kia cũng đã xong nãy đào xuống thấy con liền luôn rồi cái tháp bên kia thì đã xử trong uh, tập trước rồi vậy là cũng đâu còn gì nữa đâu ở khu này đâu ê À, hên quá hên quá à, mặc dù là lấy cây fortune nhưng mà hên là lấy cây fortune đó cây siêu thất thì không có gì để nói nha rồi cất vô một cái cung này mình đem về cung đó nhiều khi chế tạo cũng mệt nên à, khỏi chúng ta cứ lấy về đi tập ra đây là chỉ còn đường đi lên thôi đây có gì không hello mấy đứa có cái quần fur cloth quần này xương rồng hả quần này được làm từ xương rồng bận chắc đau lắm ơi vậy vậy như vậy làm ghê quá còn bên đây hello <laughs> nó cái mặt cười kìa nó hiện mặt cười lên luôn cười không cười không mấy em có ai muốn cười với tôi không để ăn vô cái nha lên chảnh một đống giường luôn đập lấy mang về mình đang cần giường để mình có thể đi tới đi lui từng khu á cái mình đặt cái giường xuống lẽ mình cứ vác cái giường hoài và không đủ chỗ giường không gom lại được trong những phiên bản này căng thẳng quá rồi sao ta sao bây giờ quên mất là cái giường ở phiên bản này nó chỉ vậy thôi nhiều khi chơi mod ta có thể gom giường lại được á nó cũng đỡ hơn thôi lấy một cái thôi rồi và vô trong hai cái thùng đồ chơi đồ chơi Thế có đồ chơi là tôi vui rồi và tiếp tục là đồ chơi diamond play ồ oh, diamond play cái này làm được không diamond play cần phải có scale play mắc giữ per clock kìa mở lên bỏ đồ chơi vô À, bình thuốc này là bình thuốc nhìn trong đêm nhìn trong đêm bây giờ có đâu có cần gì nữa đâu ta đêm tối bây giờ đâu có là vấn đề với mình nữa chúng ta đâu có cần bình thuốc này đâu bỏ cái thùng này lên bỏ cái bình thuốc đó vô bởi vậy mới đáng nói rồi đi ra ngoài săn enderman đi lên tới bên ngoài thì trời sáng trưng rồi đâu còn bằng ăn gì được nữa đâu enderman gì biến mất hết rồi thôi đi về đi về đi về giờ ra đây đập cái này lấy mang về luôn nè còn một cái giường chúng ta có hát diệm thạch bên kia ở bán đồ coi ở bên đây chúng ta sẽ có một cái khu gì đó rồi bây giờ là đánh tan nát hết mấy khu này rồi giờ chạy qua bển để đi coi cái khu mới chúng ta lại tiếp tục tiến đánh những khu vực đó Chim diều hâu, chim đại bàng gì đó. Không cần biết. Bắn rớt chim. <laughs> Được cái móng. Bắn rớt chim luôn. <laughs> Hài quá đi. Được cái móng thôi à. Rồi à, bây giờ... À, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Đây nè, đây nè. Nó có đường vô không? ở à, đây có phải là lâu đài của ông vua không? Hello có ai ở nhà không đường này phải đường vô không vậy đường này bể tăng tành vậy ghê quá vậy rồi tôi biết đường này đường gì rồi không không phải đường vô đâu à đường này à đáng lẽ là không có đi đường này đâu chính xác là không đi đường này ha nhưng mà tại sao không có con quái nào chờ người ta ui da cái gì vậy con zombie nó làm cái trò gì vậy nó nổ cái bùm mà nó đi đâu rồi à, con này rất là quen chúng ta sẽ cần phải đi xuống dưới những cái tầng thấp hơn oh yeah oh yeah toàn đồ chơi thú vị không à tôi biết em muốn tự nguyện hiến dân như vậy nhưng mà em hãy bình tĩnh đi tầng nào là tầng đi xuống tiếp vậy ta họ oh, có sâu sen luôn kìa oh, mình đập ra cái nó mất ha mà đập bỏ spawner đi Ê, ơi gì vậy làm giật mình tự dưng nó, nó làm cho một phát nổ bùm lên cái có được cái khiên ố oh, về yeah, luôn à, cái con này nó nó được cường quá lên bờ giớt web bơi tùm lum hết giống như nó đứng trên cái đất đó, đó nó được cường quá lên tay ừ. diamond clay kệ nó đi ở đây là phải chơi parkour nè chủ yếu là tao đi xuống dưới thôi đâu để đào vô coi Boss chăng không phải boss mà vô cái phòng cuối cùng luôn rồi ơ <laughs> gì vậy làm giấc minh vừa mở lên nghe tiếng zombie rớt xuống <laughs> đúng chăng luôn đâu mà vô hoài vậy mấy đứa ồ thiệt luôn á đâu mà vô hoài luôn á vậy không à Ê, hàng gì? À, có con chùm nè Nãy giờ mình không thấy con chùm đâu hết nha Mình căng con mắt lên mình coi á Bây à, vậy lúc mà khi mà mình vô chổng á, mình nghe tiếng bùm Mình thấy gớt, quá chừng gớt luôn Ủa rồi, nó đâu? Đẩy tôi lại, để tôi lại, đúng rồi Hay quá, mấy đứa ơi, hay quá <laughs> Mấy đứa đó làm, ơi spawn pet có con dơi nữa Đâu cần con dơi làm gì gì à, nãy giờ zombie cứ xuất hiện hoài à Hạ à, gục bao nhiêu cũng không đủ Giờ xong rồi đó Xong rồi xong rồi Chúng ta sẽ có được một đống đồ chơi Sách nhiều quá Phải vô trọng bỏ bớt Bỏ sách ra Bỏ thịt thúi ra Tim kìa ừ, Thịt thúi bỏ đi Cất vô cất này vô Để qua bên kia nữa Cái Chỗ đó và trong này là chiến lợi phẩm uhm. Ghiền ghiền lên Nghe chiến lợi phẩm thấy đã liền Rồi cứ mở thùng lên coi Có đủ thứ hết Mấy này bỏ vô đi On bad Có cái lông cù Mấy cuốn sách Cái bình này đập ra Thực tế bây giờ kinh nghiệm nó không có cần thiết nữa Kiểm tra coi Đồ gì không cần là bỏ ra Chứ cầm quá chừng cầm luôn Thì làm sao mà đủ được Chúng ta sẽ cần phải nấu đồ ăn lên cái Đâu, đồ ăn đâu Mở lên bỏ vô Nấu uh, gà ăn trước đi Nấu gà Mình thấy là sách là mình sẽ bỏ lại là cái chắc rồi nè Sách bỏ lại Cái vuốt này cũng không cần luôn <laughs> Xuất hiện con dơi hả dơi không cần Xô nước Xô nước à, Lông cù vàng là bỏ lại luôn Cái này có tác dụng gì không Cut spawn Hiện tại chưa có tác dụng gì hết Giường Đâu kiểm tra thử coi mình có thể ngủ được luôn không Chưa Chưa tối chưa cho ngủ Chúng ta có hai cái giường lận Trên đây thì có thang Có emerald Stone shield fire resistant Explosive damage đó là những cái Cũng được Thinh in mà Rồi qua đây coi Gì đây Run up escape <laughs> Làm được không Được luôn Run up escape Printing press Hoàn toàn không cần Cái này là để uh, nhân sách lên á Living medal giờ đâu cần đâu Ồ uh -oh, còn cái này nữa Music disc Bỏ chậm luôn rồi ơi hên quá có cái túi cái túi cái túi này là cái túi nhỏ diamond play bánh mì kìa bánh mì đồ ăn cây hồi máu nè healing staff nè Ender nè được quá chân luôn ta ở à, bên này có gì không bên này đi ra nè hello 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 à, chắc là phải cất những cái món đồ mà mình thường xuyên sử dụng á vô trong đây Fortune chần những cái món đồ riêng ha là phải bỏ vô chổng chứ để chung vô trong đó là hết chỗ hết bằng ăn gì luôn cái này cây này còn cái cán đâu rồi cây cái búa cây búa này cũng bỏ chổng luôn nè đồ bỏ chổng nhiều lắm bỏ hồi cả đóng luôn thấy không ok mở lên chúng ta sẽ cho nấu thịt thêm phát nữa hai chục thịt này là cái thùng bự gì cái túi bự nhất luôn rồi đó ngọc lục bảo có cần hay không ngọc lục bảo đây ngọc lục bảo tám cái cất lên cất lên cất lên có lông cù màu đỏ thì nên lấy nè lông cồ màu đỏ là để uh, chế tạo một cái công thức cái này đem ra đem ra đem ra đem ra đem ra luôn, đồ đem ra luôn cung cung kiếm đồ ăn hết rồi nhìn qua nhìn lại hết rồi mấy món này cung kiếm đồ ăn bàn này cho copy đi mình sẽ bỏ những món đó lên trong đây Hồi máu Gì đây? Mexico Action Ghiêng ghiêng lên Chúng ta sẽ có thêm uh, Những con mắt IF Ender Round of Escape nữa hả? Tuyệt vời Hopper Đã đã luôn Healing Start thôi Lấy những thứ cần lấy Và lấy một hồi cũng ra một đống Đã hạn chế lắm rồi đó cái không cần thiết là mình không lấy đâu rồi ok liền rồi ta bỏ cái uh, cái này lên bỏ cái cái này ra chứ từ từ coi một cái bỏ cái xô vô phần còn lại ở đây là phần còn lại mấy cái đồ ăn là sẽ để bên này luôn màu tím nè quá chừng đồ ăn luôn á tiêu hội hả được cho một đống luôn Mexico Action Escape run. Thang thì nên gom lại Nấu cũng được mớ rồi nè Và ngủ được không? Ngủ luôn Ở đây là cái tầng thấp nhất Của nguyên cái tòa thành này luôn Mà đáng lẽ chúng ta phải đi từ trên xuống á mà ở này mình phát hiện cái mình đi luôn Và bây giờ mình đập cái này ra Để mình khỏi phải, phải đi vòng vòng Đâu, cái đường ra đâu rồi Đường ra là đi hướng này nè Có mấy em còn đang làm cái gì vậy à? Hồi phục nữa Nghe tiếng đó là tiếng gãy hồi máu Ơ uh ồ -oh. Ít thì vô đây mà chơi Hello, hello Nè, nó cầm cái khiên kìa Đỡ Đỡ hả Đó và sẽ có đường đi thôi có con creeper kìa oh yeah ôi oh, one shot creeper luôn hên vậy hên vậy hên vậy hên ghê luôn á one shot con creeper và có thùng không có thùng đập ra không có gì đặc biệt lắm cất vô lấy cái này xuống ở trong phần chơi này là chưa có được uh, những cái đồ xịn để chuyển thẳng về nhà giống như là symbol storage vậy đó không có không có có thể chuyển thẳng về nhà được chuyển được thì nó khỏe lắm giờ mình đi qua bên đây mình thấy ở ngoài đây vẫn còn gì nữa nè ồ oh, và bản đồ ồ oh. petal tower rất là nhiều rồi có ngôi làng ngôi làng ở xa quá và kim cương kim cương có chân lên Thấy kim cương là phải vô đập liền Tiếng zombie là trong tòa thành á Bốn cục luôn Ngon lành Vàng Vàng một đống luôn À vậy là chỗ đó là cái khu này thôi Và Còn cái gì đặc biệt nữa không Có cái nhà nát thôi à Cái kiếm này độ bền rất là tốt nha Nãy giờ chém quá chừng chém luôn á Mà nó cũng không có bị tổn hại bao nhiêu hết Tập này ra cái Đi qua đây coi Hello 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 Bên dưới là có spawner á Thấy nhìn xuống dưới kìa Tranh thủ dòm dòm coi có thấy gì lạ không Có thấy gì quen quen không nếu mà thấy được cái stronghold luôn càng khỏe Mình khỏi cần phải đi tìm Để kiểm tra mình có bao nhiêu mắt rồi 10 mắt ở nhà còn mấy cái nữa đó Ngon lành luôn Không cần phải đi săn Enderman luôn Rồi vô trong này là khu đồi núi chập trùng Ở đây mà có Chocobo đi cũng mệt Hay là nhảy pưng pưng được Không sao Ta có khu này băng tuyết Đâu để đi ngược lại cái Cái hướng này nè có kim cương hay gì dưới không hello mấy em wow đây rớt xuống là có creeper chào đón cuối cùng nhiệt tình và mình để ý là phiên bản 1.5 không có cold block đây là cái block gì á ash cloud nè khối than không có nha cục than thì có nhưng khối than thì không vui lắm Cố về luôn Ê, kim cương nữa Kim cương kìa Đi qua bạn lấy kim cương Và mình định lên trên này nè Với lại lên trên chỗ ngôi làng Chúng ta đập này ra lấy Đường cục năm cục Vậy là không có thêm rồi, không có lời rồi Chỗ này leo lên căng à Ê. Ê leo lên leo lên leo lên nhờ có nhảy cao á nha rồi ngôi làng kìa qua ngôi làng trước hello hello có bầy chó đọc quá vậy quy một bầy lớn thiệt lớn luôn á quá chừng luôn quy một bầy chó ô oh yeah, bà kim cương lên tới đây luôn nè Kim Cương, Kim Cương, Kim Cương Kim Cương Ở đây là đang đi đâu vậy Đang đi đào Kim Cương ở trên núi Vui quá Kim Cương ở trên núi nha Qua đây, qua đây Nhảy lên Nhà của mấy ông dân làng này cũng bình thường thôi Không có gì lạ đâu Chú ý đi kiếm những cái gì đó độc lạ Vô khám phá đánh chiếm còn bên đây là đi từ trên xuống hả rồi có em nào xuất hiện chưa đi từ trên xuống á có con zombie đứng chỏng chờ sẵn này kìa rồi và kim cương nữa kìa sao ngọn núi này kim cương nhiều dữ vậy thả quá lên ngọn núi này là một quyết định chính xác Chúng ta sẽ có được rất là nhiều kim cương Rồi còn cái uh, cái Tháp mà bị nát này nữa chứ Tháp này nát rồi Có gì nữa ở bên dưới không Đang quan sát xung quanh Phải mà có thể uh, bắn cái slumsling á Là bắn cái ná bằng cái kẹo dẻo á Là bay dều dều luôn rồi Đâu có phải đi bộ vậy đâu Đúng là thú vị thiệt Một cái tháp Ở dưới tháp một cái tháp ở trên cao luôn Ồ bên kia có ngọn núi lửa nữa kìa à, Ngọn núi lửa mới bắt đầu phun trào ra thôi Và kim cương Đang nói nói coi coi Thấy có kim cương Ốc hốt liền Đó là điều chắc chắn để mình qua tòa tháp bên đây coi một cái tòa tháp bên này thì mình nghĩ là có boss còn bên đây thì không có để có những con khác à, hầu như chúng ta cũng không có cần phải đi qua địa ngục làm gì nữa. Ôi con boss nằm phía trên luôn. Và đây là một những chỗ mà cực kỳ khó chịu. Boss nằm phía trên này vô đánh boss cái nó sập nguyên cái tầng này xuống luôn và khóc hận luôn chứ sao? Ăn vô nha. Đồ đạc đâu? <laughs> Anh no, đánh nó no, đánh nó no, đánh nó no, đánh, no. đánh cho nó rớt xuống luôn đánh cho nó rớt xuống rớt 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 đánh rớt rớt rồi xong con boss đã xong và tòa tháp sắp sập ồi có cái mirror kìa magic mirror golden pixel yellow chocobo sập chưa sập chưa sập không đó tôi nói mà sập mà sao mỏng sập <laughs> <laughs> sập rồi sập sập là cái chắc luôn không sập mới là lạ đó ai à, ai da đó rồi vậy đó Mày vô đánh con boss xong á hả là sập xuống liền luôn bum nó dọn phẳng hết nguyên khu này luôn hay quá Cho một chàng pháo tay ôi còn đào xuống nữa máy đào máy đào <laughs> biến thành máy đào luôn đào xuống thêm miếng nữa đi Đầu đập mấy này ra ăn cái Có vàng Wow Vàng quá chừng luôn Nó nó biến thành máy đào dùng cho mình luôn rồi kìa Nhưng mà tính ra như vậy là lỗ á Những cái món đồ mà chúng ta chưa kịp lấy Ở trong những cái thùng bên dưới á Là nổ banh chành hết rồi Đâu còn gì nữa đâu nè không Chỉ còn lại đất và đá thôi Không còn lại gì hết Mấy cục này bỏ đi Chúng ta lấy Red tone, không lấy Đâu rồi, đâu rồi Gì vậy cái ton Đánh con boss sẽ thấy đơn giản quá Rồi trả à, giá này quá lớn Rồi thì chưa lấy được Mình mới lấy có cái thùng ở phía trên cùng thôi à Được cái Magic Mirror nè Giờ vấn đề là làm sao leo lên đây Sau khi rớt xuống Đập ra Ta thấy có zombie Zombie Creeper One shot Creeper luôn hả? Ghê vậy Rồi à, có gì đây? Bỏ 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 Mấy món đồ này không cần thiết Enderman 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 Ê tê lê rồi hay có con Creeper nữa Enderman Enderman Lại là trứng À, mình lại thấy kim cương Sao cuộc đời này thiệt là kim cương quá <laughs> Đi đâu cũng thấy hết Ngày nào nó chạy mất tiêu rồi Qua đập phần kim cương này nữa là đi về được rồi đó